Dự báo thời tiết 26 tháng 5, Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tin nắng nóng. Ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5, nắng nóng diện rộng đã xuất hiện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo, ngày mai, ngày 26 tháng 5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, riêng vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, có nơi trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ, từ 11 đến 16 giờ. Ngày 27 tháng 5, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Khu vực Hà Nội, ngày mai, ngày 26 tháng 5, trời nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ. Cảnh báo tác động của nắng nóng. Trong ngày 26 tháng 5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại UV có giá trị từ 6 đến 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hiện nay, ngày 25 tháng 5, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 26 đến 29 độ vĩ Bắc, xuống phía Nam. Dự báo, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp bị nén, nên chiều tối và đêm mai 26 tháng 5, các tỉnh ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 30 đến 80 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm mai 26 tháng 5 có mưa rào và dông. Cảnh báo, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5, trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 25 và ngày 26 tháng 5 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, 31 đến 33 độ C, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50 đến 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ C, Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 53 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 đến 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ,
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Hà Nội. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 25 và ngày 26 tháng 5 năm 2019. Vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên gió Đông Nam đến Nam ở vịnh Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên. Trong khi đó đới gió Tây Nam, trên các vùng biển phía Nam, có cường độ yếu đến trung bình. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, 5. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, 5. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thank you.
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.